các bạn đến với hội chợ rau xanh. Các bạn có thể ăn thử tất cả các loại rau ngon. Những quả cà chua đỏ và ngon cho gia đình bạn. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Cà chua trông thật là tươi ngon đây, ăn ngay thôi, ngon lắm nhé. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, cà chua rất tốt con à. Wow, thật là mọng nước. Yum yum, cà chua thật ngon. Đi theo mẹ nào. Ăn thử cà rốt tươi ngon của chúng tôi nào. Có rất nhiều loại rau xanh tươi, ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Cà rốt trông thật là thơm ngon đây, ăn ngay thôi, ngon lắm nhé. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, cà rốt rất tốt con à. Cà rốt thật ngon. Ngon quá. Súp lơ, hãy ăn thử súp lơ. Có rất nhiều loại rau xanh tươi, ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Súp lơ thật là thơm ngon đây, ăn ngay thôi, ba rất thích. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, súp lơ rất tốt con à. Đến đây các bạn sẽ thích điều này đấy. Yeah, đi nào. Hãy xem này đậu ngon lắm nhé. Yum yum yum, yum yum yum. Hãy xem này đậu ngon lắm nhé. Bạn ơi có thích không nào? Có rất nhiều loại rau xanh tươi, ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều loại rau xanh tươi để ta sẽ có sức khỏe. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn. Wow, có tiếng còi xe kìa. Kem, anh có ý này. Ta hãy làm những người lính cứu hỏa đi. Yay. Cùng nhau chơi làm người lính cứu hỏa thật vui, đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi làm người lính cứu hỏa thật vui, đi giúp đỡ bạn mèo ngay. Wiu wiu wiu. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi làm người lính cứu hỏa thật vui, đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Mau chúng ta giúp bạn mèo ngay. Bạn yên tâm, đừng sợ nhé. Đã có linh kiều hòa ở đây, chúng tôi sẽ giúp bạn. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi làm người linh kiều hòa thật vui, đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Chúng cháu sẽ giúp bà ngay đây. Bà yêu ơi, đừng lo nhé, chúng cháu sẽ giúp bà ngay đây. Wee hoo, wee hoo, wee hoo. Giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng.
giúp đỡ cậu ấy. Vâng ạ. Lấy nó ra nào. 1, 2 và 3. Làm được rồi. Ba chúng ta hãy cùng nhau chơi, làm người lính cứu hòa thật vui. Đi giúp đỡ mọi người nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng. Ta hãy mau mau trượt xuống, cùng đi ngay có nhiệm vụ mới. Đã có lính cứu hòa ở đây. Wiu wiu wiu. Cùng dập tắt lửa nào. Chạy nhanh thôi nào bạn ơi, dập lửa ngay, dập lửa ngay. Chạy chạy nhanh thôi nào bạn ơi, wiu wiu wiu. Đi giúp đỡ mọi người thật vui, mình là lính cứu hỏa đây. Đi giúp đỡ mọi người thật vui, wiu wiu wiu. Trước tiên, con cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Ta ơi, mẹ đã về. Chào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đó là ba đây ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Yay. Con nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi à. Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ơi, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Cháu ngoan lắm. Chính là bà. Bà có biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Bà đến chơi nhà. Không mở cửa cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa? Đi giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Ba ơi, ba đừng mở cửa cho người lạ. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay! Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa. Bé John, đã đến giờ ăn rau rồi con yêu. Không đâu, con không muốn. Con
con chắc chứ? Rau xanh có thể giúp con có nhiều sức khỏe giống như siêu nhân đó. Rau xanh thịt này ngon lắm, yummy yummy yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Hãy ăn thật nhiều bạn nhé, yummy yummy yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Giúp cho mình khỏe hơn nha và còn thân cao lớn nhanh. Mình khỏe mạnh trưa nay. Ăn rau nhiều được thêm sức mạnh như siêu anh hùng. Mình cùng ăn nhé bạn ơi. Hãy ăn thật nhiều cà rốt, yummy yummy yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Nhiều bạn nhé, yummy yummy yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Giúp cho mình khỏe hơn nha và còn thân cao lớn nhanh. Mắt của mình nhìn rõ hơn rất nhiều. Ăn rau nhiều được thêm sức mạnh như siêu anh hùng. Mình có thể thấy tất cả mọi thứ. Con yêu, thắt dây an toàn nào. Con không muốn đâu, không đâu. Con yêu, nếu con không thắt dây an toàn, con sẽ bị ngã đó. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên xe ô tô. Con hãy nghe lời mẹ và hãy ngồi yên nhé con à. Nhìn này con yêu, dây an toàn sẽ giúp con không bị ngã. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên chiếc xe này. Con hãy nghe lời mẹ và hãy ngồi yên nhé con à.
sao đâu, vì con đã thắt dây an toàn rồi. Hãy thắt dây an toàn vào nào, khi ngồi trên chiếc xe đạp. Con hãy nghe lời đừng nghịch, hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ được bỏ dây an toàn ra nhé con à. Tino bị ngã rồi. Con phải cảm ơn dây an toàn vì đã giúp con không bị ngã. Con yêu, dây an toàn sẽ giúp con không bị lạc. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Hành gia Jin và bé John, hai đồng chí đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, thưa đội trưởng. Hãy nhìn kia, là trung tâm vũ trụ. Thật tuyệt. Con rất muốn đi du hành vũ trụ, muốn trở thành một phi hành gia. Phi hành gia. Nhanh chúng ta thay quần áo thôi, rồi mình cùng lái phi thuyền nha. Con đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Các con là những phi hành gia giỏi nhất. Các bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa? Chúng ta hãy cùng đi qua hầm phi thuyền nhé. Tuyệt. Yeah. Hãy cùng đi khám phá ở bên trong. Sẽ thật vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những phi hành gia đây. Cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu, hãy đi chậm lại. Các phi hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những phi hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các phi hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Nghiêng sang bên đây, nghiêng sang bên này.
rất tự hào về các con. Yeah. Nhìn kìa. Wow, là một chiếc tên lửa thật. Cho lớp học võ chưa? Hay da! Tăng cường sức khỏe, tập luyện hàng ngày. Ta giống siêu anh hùng, đánh đuổi vi khuẩn. Chân mình cũng không sạch, cần rửa ngay nhé. Vi khuẩn, hãy đi ngay! Vi khuẩn có rất nhiều trên bàn tay các con, nên rửa ngay bé yêu à, rửa sạch sẽ. Khuẩn đã không còn nữa. Cho mình đi công viên được không ạ? Được thôi. Công viên mình đi nào. Chơi ở đây rất vui. Trượt đầu trượt mình rất thích. Hãy xem này, vẽ tranh với các bạn thật là vui. Công viên thật là tuyệt. Vi khuẩn có rất nhiều trên bàn tay các con. Hãy nhớ trước khi ăn tay sạch sẽ. Ta đuổi hết vi khuẩn bằng xà phòng ngay nhé. Rồi mình xả nước ngay. Giờ con có muốn chơi đá bóng không? Chúng mình hãy cùng chơi với nhau. Đá bóng sẽ rất vui này. Thật là thích. Chơi xong mình hãy mau rửa chân. Chưa? Sau khi ta chơi xong, rửa chân tay sạch sẽ. Tớ đánh bay vi khuẩn bằng xà phòng thơm. Giờ chân tay mình đã sạch. Tốt lắm. Giờ ai muốn đi ăn kem nào? Con ạ, con ạ, con muốn đi. Yum yum yum, kem mát lạnh, chúng mình rất muốn ăn. Yummy yummy yummy. Phải rửa tay ngay. Trên tay có rất nhiều con vi khuẩn. Ta đánh bay vi khuẩn bằng xà phòng thơm. Rồi mình xả nước ngay. Vi khuẩn hãy đi ngay. Yeah, hãy đi ngay. Đạp xe không nào?
còn khử tay. Đã xong rồi. Đồ bảo vệ đã xong. Nhanh lên em bé ơi, ta sẽ chơi rất vui. Tiếp đi thôi. Muốn uống nước chanh không? Oh! Đồ chơi ở kia hãy cất chúng đi. Khi các con chơi xong nên dọn ngay. Làm cùng nhau nào con sẽ rất nhanh thôi. Con ơi mau mau ta dọn dẹp. Hãy cất đúng nơi các con à. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đồ chơi làm chân ba rất đau. Khi các con chơi nên xếp gọn gàng nha. Làm theo lời ba hãy cất chúng đi. Con ơi mau mau dọn dẹp nhanh nào. Mình cùng nhau cất những khối xếp hình. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ôi nóng nóng quá. Nhìn xem đồ chơi quần áo khắp nơi. Các con hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi. Cất đúng nơi nhé các con à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Nhìn con kìa. Nhìn xem đồ chơi ở khắp nơi. Con yêu hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi. Cất đúng nơi nhé con yêu à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đồ chơi, đồ chơi.
Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch sẽ nha. Giỏi lắm các con yêu. Thật là vui.